Chào anh em, và hôm nay Quân Béo Mô Tô trở lại với các bạn về cái con 62 full. Thì con 62 xạo lìn của mình bây giờ đã bắt đầu đủ hết cả đồ rồi. Bây giờ các bạn hãy xem đồ của mình lên sau khi mình gỡ hết tất cả ra rồi. Đây nha, lúc đầu là mình chôn các bạn thôi. Đây này, con này là lúc đầu là mình chôn là mình chỉ lắp mỗi đầu bòi vào thôi, quả hơi vào thôi. Và đây là đầu bò lớn này, mình đã về hết rồi. Đấy, lò xo độ này. Đây học ra học con này học zin. Học độ đây này. Học to nhá. Đấy, học 30 này, các bạn nhìn thấy số 30 đây không? Đấy. Camera focus sát vào cho anh ở số 30 đây. Đấy, thấy không? Học ra 30. Những cái ấy to hết này. Và full bộ này là mình sẽ chơi của hàng ATE và hàng các bạn chờ mình nhá. Của Đài Loan này. Đấy, rất ngon luôn. Và chờ khi mà mình là kỹ thuật viên bên mình lắp full lên xe. Và con này mình sẽ nhờ Dương, kỹ thuật trưởng của trung tâm 1 sẽ lắp cái bộ này cho mình. Và như mình nói với các bạn ấy, thì là khi mà lên ấy, thì mình sẽ lên cả lọc gió trụ luôn. Tại sao mà lên khi mà anh em lên ECU độ và lên lên ECU độ mà chơi bài zin, mình lại bảo tư vấn anh em là lên thêm lọc gió độ này, lọc gió hướng viễn này, để nó thoáng gió, thoát gió hơn này, để nó cấp gió tốt hơn này, lên mô bin sườn để đánh điện tốt hơn này, lên buji để cấp điện tốt hơn. Đấy là tại sao thế, vì là nó đi bài đấy là bài gọi là chuẩn chỉ ngon lành nhất rồi. Nên là anh em hỏi tại sao mình không biết trả lời thế nào. Anh em đáp là mình sao nó phải thế, thì nói thật mình cũng không thể giải thích được. Giống như kiểu mẹ 1 cộng 1 bằng 2 ấy, cô giáo chỉ bắt là 1 cộng 1 nó phải bằng 2 thôi. Còn cô đéo giải thích cho mình là internet tại sao phải bằng 2 nó phải bằng 3. Và bây giờ là mình đã ráp xong rồi, như bạn thấy rồi đấy. Đây là bây giờ tất cả những đồ thay thế đây đã nằm đây rồi. Và bây giờ là Quân Béo Mô Tô sẽ mở khóa lên để test thử đã. Thử thử đi, đúng không Dương? Đồ được chưa? Chưa nổ, mới check thôi. Để check thử xem nó có bị cạo gì không. Đã nổ được thì nhanh. Là máy này thì nó không thể nhanh được. Đấy, nó phải chuẩn chỉ ngon lành. Vì là tại sao? Vì là sản phẩm, tất cả sản phẩm về máy là Quân Béo Mô Tô sẽ bảo hành 6 tháng về máy. Đấy. Mình là không làm bài đấu nhá bạn nhá, mình làm bài đi bền. Thì giải thích lại bài đi bền, tại sao là Quân Béo Mô Tô lên cái bài bền này chỉ để làm gì? Để cho chạy cho nó mượt mà, nó kéo cái lốp 160 hoành to này của mình thôi. Đấy, chứ mình không phải là gọi là đi đua bơi, đi gõ đầu rồi đi đấu điếc. Nên là anh em lưu ý cho mình không comment những cái bất lịch sự để tránh gây vua. Như vừa rồi là có sự lùng xùm cãi nhau giữa anh Nguyễn Quốc Tuấn và Tô Đông Nghi ấy, thì cái này thì để tránh cái trường hợp đấy thì mình chỉ là người chơi kiểu bài bền nhẹ nhàng thôi, chạy để kéo cái dàn lốp khủng này, lốp của mình khủng, nó đéo phải là khủng đâu mà nó to thôi, 160 quả lốp 160. Lên có lọc gió chưa Quân Dương? Lấy lọc gió vào chưa? Thank you.
Theo cái bài này 1, 2, 3, let's go. Okay. Hả? Không có lọc gió.